Thực hiện kế hoạch số 07 ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trẻ từ học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tam Điệp luôn được quan tâm chú trọng. Tại trường trung học phổ thông Ngô Thị Nhậm, bên cạnh nhiệm vụ học tập, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo để thu hút học sinh tham gia, như thành lập câu lạc bộ phổ biến pháp luật, đoàn viên thanh niên với văn hóa giao thông. Thông qua các hoạt động này giúp các em học sinh tự rèn luyện bản thân, nâng cao kiến thức, kỹ năng thực tiễn, phục vụ nhiệm vụ học tập và cuộc sống hàng ngày, từ đó phát hiện và tạo nguồn để phát triển đảng viên trong nhà trường. Nhà trường chúng em thì đã tổ chức các hoạt động cho các học sinh để các bạn có thể là giao lưu, tiếp thu kiến thức với nhau. Và nhà trường cũng tổ chức cho bọn em được tham gia các trải nghiệm đến hoạt động như là trồng cây xanh, các hoạt động lao động bên ngoài. Và nhà trường cũng tuyên truyền đến các bạn học sinh về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Bản thân em thì cũng tham gia trong công tác tuyên truyền đến các bạn học sinh về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động của đoàn đảng trong nhà trường và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện mà do nhà trường tổ chức. Ngoài các tiêu chuẩn điều kiện theo điều lệ đảng, chi bộ trường trung học phổ thông Ngô Thị Nhậm còn đề ra các tiêu chí cụ thể để học sinh đủ 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của đảng, đó là có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của đoàn, thực sự có thành tích nổi bật. Ban giám hiệu nhà trường thì cũng luôn quan tâm đến việc phát triển đảng trong học sinh. Và trong năm học này thì nhà trường cũng đã giới thiệu lên Thành ủy Tam Điệp hơn 30 em học sinh có đủ điều kiện cả về học tập cũng như là năng lực hoạt động cũng như là ý thức rèn luyện để học tập các cái lớp bồi dưỡng rèn luyện về chính trị. Và từ đó thì cũng chính là những cái nguồn để kết nạp đảng, kết nạp đảng viên mới trong năm nay. Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các tổ chức đảng. Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặt ra mục tiêu, phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết, Thành đoàn Tam Điệp đã tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, tổ chức nhiều hoạt động, phong trào cách mạng phù hợp để bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú, đồng thời tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để các em rèn luyện phấn đấu. Khi được tham gia vào lớp bồi dưỡng đảng, bản thân cháu cảm thấy vô cùng tự hào và đây cũng là một cái cơ hội và cũng là một cái trách nhiệm của chúng cháu để chúng cháu cố gắng tìm tòi nỗ lực học hỏi những nội dung bài giảng, tích lũy vận dụng vào cuộc sống thực tiễn để có thể giải quyết được những cái vấn đề xung quanh mình một cách hiệu quả, thuận lợi và mai sau có thể trở thành những đảng viên, nhà chính trị để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp hơn. Để công tác phát triển đảng trong học sinh trung học phổ thông đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, Thành ủy Tam Điệp chỉ đạo các nhà trường gắn phát triển đảng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đặc biệt đẩy mạnh các phong trào đoàn, tạo nhiều sân chơi, mô hình, hoạt động phù hợp, có ý nghĩa thiết thực để quy tụ tập hợp đoàn viên học sinh tham gia, rèn luyện phấn đấu, để tạo nguồn cho đảng và giúp các em sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.